Hello anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Illumia là một con bài thuộc hệ bán thần pháp sư, có chiêu thức là thần trận. Illumia triệu hồi pháp trận chứa đầy sức mạnh thần thánh ngay vị trí hiện tại của tất cả các tướng địch và gây sát thương phép. Level 1 thì nó gây 1.000 đam phép, level 2 thì gây 2.000 đam phép và level 3 thì các bạn đoán được rồi đấy. Illumia ở level 1 thì có lượng máu là 5.142 máu và đam tay là 249 đam. Mỗi phát đánh thường nó sẽ hồi 21 mana và mỗi phát nhận đam thì nó sẽ hồi lại 5 mana. Và level 2 thì nó khá là. Và level 2 thì Illumia có lượng máu là 12.000 máu, 12.031 máu. Đam tay là 582 và mỗi phát đánh thường sẽ hồi tận 27 mana, trong khi mỗi phát nhận đam thì sẽ là nhận 12 mana. Còn level 3 thì thực sự mình cũng không biết, bởi mình chưa lên level 3 bao giờ luôn. Nhưng mà dù sao thì các chỉ số của con Illumia thì ví dụ như máu và đam đánh tay hay là hồi mana thì cũng không quá quan trọng. Quan trọng nhất là các bạn phải để cho con Illumia của bạn phải ulti được luôn. Và Illumia có lượng mana max là 150, nghĩa là muốn ulti luôn thì các bạn sẽ phải cần ít nhất là hai đồ mana xịn cộng với cả nhà bán thần. Ví dụ như nhà bán thần là 35 mana, Ngọc Đại Pháp Sư với con Illu thì sẽ là 75 mana. Và một cái đồ 40 mana nào đó thì cộng lại sẽ vừa đủ 150 và con Illumia của bạn sẽ ulti được luôn. Ngoài ra thì Illumia cũng phải kết hợp với cả sách truy hồn để có thể ulti gây ra nhiều đam nhất có thể. Vì các bạn thấy đấy, nếu mà con Illumia này mà không ulti được thì nó không khác gì một con quái cả. Về vị trí đứng thì với Illu không quá quan trọng, quan trọng là con Illu nhìn được tướng địch và nó sẽ ulti được luôn. Về khắc chế thì các bạn có thể khắc chế Illumia bằng hai nhà sau, một là nhà thợ săn quỷ, hai là nhà thú. Nhà thợ săn quỷ thì nó sẽ có giáp phép và Illu thì nó sẽ là đam phép, nên là săn quỷ sẽ khắc chế được Illu thôi. Còn về nhà thú thì khi mà Illu mà ulti chết hết thú ấy thì nhà thú lại càng khỏe hơn. Đó là hai nhà khắc chế được Illumia. Nhìn chung thì mình đánh giá con Illumia này cũng là một con rất là khỏe, là một con tướng 5 vàng có khả năng gánh team cũng thượng hạng. Nên là anh em cứ học chơi cẩn thận và chúc anh em leo rank vui vẻ.